Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy băm thái đa năng. Chiếc máy này sử dụng động cơ 2.2 kW, được kết nối với lưỡi dao bằng hệ thống dây Cura và trục xoay. Bây giờ nhân viên sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem. Đầu tiên ta sẽ cắm nguồn điện cho máy và đưa nguyên liệu vào. Chiếc máy này có thể băm rất là nhiều nguyên liệu như cành cây, hoặc có thể dùng làm máy thái lát thuốc bắc. Và đây là thành phẩm khi chúng ta băm cành cây lớn, máy có thể thái lát ra. Tiếp theo chúng ta sẽ băm cành cây lớn ở phía trước. Và bây giờ là thành phẩm của chúng ta. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã coi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn.